Ok, hôm lên em. Hôm nay thì tính là chưa làm video đâu. Cũng phi rồi. Bây giờ đã là 23 giờ 30 rồi. Nhưng mà con game này nó nghiện quá. Nên tôi tranh thủ chơi luôn. Bởi vì ngày mai, hôm nay cũng trễ một tí. Game này có tên là Fan World. Mới ra mắt vài giờ trước. Hình như là khoảng là 10 tiếng trước thì phải. Đây. Game có giá là 350k. Nhưng mà giá gốc của nó là 30 đô nha. Thành ra cái giá này đã được trợ giá ở vùng Việt Nam mình rất là nhiều rồi. Đây là một con game mà thể loại gần như là Pokemon, nhưng mà nó không phải Pokemon nha, nó có tên là Farm. Đây, mình sẽ là chiến đấu nè, làm nông nè, xây dựng, đó là khám phá những bí mật trên cái hòn đảo này thông qua những cái con thú gọi như là Farm, Pao, gọi là sao ta, Pals. Pao, kêu bằng mấy đệ đi, hoặc là kêu bằng mấy cái con pet đi cho nó dễ. Còn anh em mà muốn bản quyền tí á, kêu gọi là Pokemon. Đây, mình có thể khám phá một cái thế giới mở sinh tồn và chế tạo. Đó, có AK luôn nha. Anh em thấy đi bắt thú mà nó ngầu lòi chưa? Bazooka luôn nè. Thì theo như cái trailer này thì lần trước á, tôi thấy là bắt mấy con thú về cho nó làm việc đồ nhiều lắm. Đó, vẫn ném cái quả cầu như quả cầu Poke vậy đó. Rất độc đáo nha. Game này có thể co-op cùng bạn bè, cũng có thể chơi một mình luôn, single player luôn. Thì rất tiếc là không có tiếng Việt Nam, game này cũng chỉ là Early Access khi chưa biết khi nào mà Dev sẽ ra phiên bản hoàn chỉnh. Rồi, trông thú vị phết, vô luôn. Hồi nãy thì tôi đã vô tôi setting cái game đồ họa rồi. Chỉ là chưa có setting mấy cái thế giới là chưa có vô game coi sao thôi. Bây giờ thì cũng đang máu chiến nên vô luôn. Tính ra sáng mai chơi đó. Đây vẫn là cái phiên bản beta bơ review của cái game này. Nên một vài tính năng thì có thể hoạt động không chính xác. Một vài tính năng thì có thể gây ra gắt. Nếu như có cái gì đó thì vui lòng liên hệ qua địa chỉ email này. Rồi, Fan World, now đó tin. Có mà multiplayer nha. Như ta game. Đây là tạo thế giới mới à. Vậy chắc là nếu như anh em mà chơi á, chắc cũng tạo thế giới cho bạn bè mình join luôn. Đây multiplayer đây. Thì chắc đôi để họp thôi. Chơi mình. Độ khó. À, thời gian ngày, thời gian đêm, F, F thì chắc tôi tăng lên 2.5 đi. Tỷ lệ bắt thú tăng lên tí nữa. Cái này chắc là mình bắt chúng thì nó có tỷ lệ giống như cái thời gian anh em tam con thú trong ARK vậy đó. Nên cái này càng cao chắc là càng tốt. Nhưng mà cao quá thì nó mất hay. Nên chắc để 1.5 được rồi, không nên để 2 đâu. Cái F này thì để 2.5 đi. Tại vì con ARK anh em mà lên cấp á, nó rất là quan trọng luôn, nên con game này chắc nên để ép như đi. Chơi mình cái này đam có mấy con phone mình có tỷ lệ đói nữa hả ta, giảm xuống tí đi, 0.7 thôi. Phone cũng có hồi máu luôn, tăng lên tí xíu thôi. Cái này không tăng, cái này tăng nè. Phone thì cái tỷ lệ hồi máu khi nó trong cái phone book là cái gì không biết. Cái này đam gây ra multi-laser gì đó, đam thì tôi không chỉnh đâu. Chắc giảm cái độ đói xuống được rồi, 0.7, 0.7 luôn. Tamina với đói nè. Ngủ hồi máu à. Tăng lên tí cho nó dễ. Cái này đâm vô công trình. Đâm vô công trình thì dắt mình đi cây nhà hay gì đó, giảm xuống tí xíu. Cái này là lượng cái vật phẩm rớt trên thế giới, tăng lên đi. Vật phẩm thu nhập. Tăng lên là 2 lần. Game này không biết có farm đồ nhiều không ta. Có cày cuốc nặng quá thì chắc phải farm lên á. Cái này là cái vật thật thôi mà cái vật phẩm mình farm được, nên cũng tăng lên tí xíu luôn. Giống như anh em chặt vô mà cái khúc gỗ trong ARK á, nó chịu được là 500 sát thương. Anh em chặt 10 cái nó bể. Thì bây giờ anh em tăng cái này lên thì anh em chặt được là 20 cái. Cái này là ghép phao hả. Ghép phao thì để giảm xuống tí xíu. Góp item multi laser là cái gì không biết nữa, nhưng mà chắc nên tăng đi. Cái này nó ấp trứng thì giống như trong con game ARK anh em cũng có ấp trứng á. Thì cái thời gian bao lâu trứng nó sẽ nở? 240 giờ. 1 giờ không cóc ơi. Chơi con game mà anh em kính treo cả tuần hả gì? Vãi thiệt. Event ghét nhà là mình đi ghét người ta hay người ta ghét mình? Trừng phạt cái chết. Không gớt đồ. Gớt một số cái đồ mà, nhưng cái đồ mình đang trang bị thì không gớt. Gớt hết, gớt hết giờ mất luôn mấy con phone của mình thôi.
Cái này được rồi, vẫn gớt đồ để mình có động lực đi nhặt lại, nhưng mà không gớt hết. Tự động mà apply vui sau khi set time. Thôi, khi mà mình apply lâu quá thì nó tự động xóa luôn, xóa trong bao lâu mát luôn đi. Rồi chúng ta vô game Multi Layer Off. Ok, sau khi hoàn thành thế giới thì sẽ bắt đầu trò chơi. Ok, ồ nó load cũng mau quá ha. Mình thì không thể thay đổi cái nhân vật sau khi mà trò chơi bắt đầu được. Nếu như cái tính năng mà thay đổi nhân vật này á, sẽ được cập nhật sau. Rồi ok, màu da này, màu da không sáng cho lắm nhỉ. Rồi em này đi, tóc hồng, nhưng mà đổi màu tóc được không? Body thì nó chỉ có hai loại thôi, cái này là dạng như giới tính luôn rồi chứ body cái gì nữa. Màu da, màu này đi cho nó khỏe phắn một tí. Thôi rồi, thôi. Màu này cũng được. Ok, khuôn mặt. Này được nhất nè. Ok, chọn cái này đây. Con mắt. Sagigan nè. À, mắt Ahegao nè. Anh em mà đọc hentai nhiều thì chắc biết con mắt này á. Ủa không có màu tóc hả? Ờ có tóc nè. Cái tóc này để coi kiếm cái tóc nào dài dài vậy. Coi cái hiệu ứng tóc nó làm chính xác không, đẹp không? Toàn tóc ngắn mà với cái tóc hai bím nào. Cái này highlight, một bên dài bên ngắn. Cái này là tóc mì sợi rồi. Sao toàn mấy ngốn vậy? Cái fetish con đẹp này. Nói tóc này đi. Màu màu hồng rồi luôn. Voi. Thôi, gì vừa được rồi. Cái kia thì loli quá. Rồi bây giờ ta game á. Rồi, ok, không có đổi nhân vật được. Mình đang thức chị mở con mắt ra thì thấy ba con thú. Giống như cái giờ lờ nãy nha. Trời, nó chọn cái góc camera rồi. Dòm vô đúng cái chỗ luôn nha. Khá lắm. Mấy anh đẹp mà tinh tí đó. Gọi là cái gì ta? Nghệ thuật. Cái tòa tháp là cái chìa khóa. Cái cây thì chứa cái sự mà sự thật. Cái cây ẩn chứa sự thật hả? Sao mà cái nền trắng như vậy nè? Ồ, ủa giờ đi ra hay đi xuống? Đi ra đây cũng có đường, đi xuống đây cũng có đường. Bây giờ mình đi qua đây thử ra đi, không có gì mình quay lại sau. Game này đồ họa cũng đẹp hết đó nha, ánh sáng đồ cũng ngon nghẻ luôn á. Đi nhặt một vài cái cành cây là một vài cái gỗ, hoặc là đánh cây để gỡ gỗ ra. Mở cái menu bằng nhấn nút Escape. Chết cái Survivor Guide này là cái hướng dẫn hả? Đây là những cái điều khiển. Khám phá những bí mật trên cái hòn đảo này bằng cách trò chuyện với những người, giả sử luôn những thằng cản đường bạn. Hạ gục con boss và chiếm lấy cái tòa tháp này để khám phá bí mật đằng sau mà cái thế giới của Fanworld này. Cái này là cái nhiệm vụ của con game này. Mình nên làm gì đầu tiên? Đầu tiên thì mình sẽ phải nhặt nhạnh một vài cái cành gai, cây, gỗ và đá. Giống mấy game sinh tồn vậy thôi. Sau đó thì bắt đầu mà chế những cái công cụ mới. Tại cái workbench nè. Chế một cái ghìu, ghìu chặt cây với mà cái cây phích đá, phích ai á. Rồi sau khi mình thu nhập đủ nguyên liệu á, thì tìm một cái nơi là xây dựng căn cứ của mình. Bui một cái phanh bút. Phanh bút là cái gì ta? Cái hộp hả? Hay là cái quả cầu pho ké? Mình chỉ có thể đặt một cái fanbook và đó là sẽ trở thành nơi cái bay của mình. Khi mà mình lên cấp á, thì sẽ tạo được cái mà vũ khí gọi là cái fan quả cầu phone. Nó sẽ thu nhập thú những con phone khi mà nó bị làm yếu đầu tiên.
Phone thì có thể combat như bên cạnh mình như một đồng minh, hoặc là có thể đặt nó trong cái căn cứ của mình. Buổi đêm thì rất là nguy hiểm nên chuẩn bị trước cái campfire, cái đuốc và một cái giường. Phone Phone là những cái con thú nào nhìn cái mặt nó muốn đấm thiệt á, chọn cái hình đi. Phone là những con thú rất là phổ biến trên cái thế giới này. Bằng cách bắt nó bằng quả cầu thì mình có thể mà cho nó thành một cái đồng đội của mình. Phone thì có thể dễ phóng ra bằng cái phím E, rồi nhấn E thì nó trội ra giống anh em trội quả cầu vậy đó. Mình chỉ có thể thu nhập 5 phone cùng một lúc, vậy là mình có thể 5 con thú hả? Nếu mình bắt nhiều hơn á, thì nó sẽ tự động gửi về cái phone book. Mình cần phải xây một cái phone book trước nếu như là mình không có. Ok, vậy là xây cái phone book. Hút HUD ở phía dưới bên trái á, phía dưới bên trái là cái này, là đây mình sẽ thấy con phone máu của mình, cái độ đói hiển thị ở đây. Ở cái dưới là độ đói chứ không phải thành stamina nha, nó màu vàng, ở trên là máu, còn cái này là con phone. Nhiệt độ hiện tại và nó sẽ sâu ở đây là cái nhiệt kế đó hả. Cái chênh lệch nhiệt độ quá cao á thì có thể khiến mình bị thương là dắt mất máu thôi. Còn phía dưới bên phải á, mình sẽ thấy những cái trang bị của mình này và cái lượng đạn còn lại. Nhưng cái này là gì ta, cây cung phải không, nhỏ quá. Còn bên này là cái siêu hả. Nhặt nhạnh dược phẩm, nhặt bằng nút F này. Ok, xây dựng, nhấn nút B để xây. Sau khi xây á, thì mình phải giữ nút F để bắt đầu cái quá trình xây dựng đó. Nếu có con phone trong cái phạt thi của mình đó thì nó sẽ đi xây giúp mình. Ô, cơ bộ là có mấy con cu ly rồi đó nha, gắp đồ. Mình có thể gắp ở cái bàn workbench này. Rồi ok, mở phá trong cái nhánh cây công nghệ hả, ARK hả. Bui những cái công trình khác nhau thì mình có thể gắp được thêm nhiều đồ nữa. À, gọi giống hệt ARK luôn, còn cái gì nữa, cây công nghệ nè. Bằng cách sử dụng mấy cái điểm này thì mình có thể tăng cái cây công nghệ. Rồi ok, nhận cái điểm này thêm á, thì ngoài ra khi mình lên cấp á, thì ngoài cái cách mình lên cấp có thể nhận điểm này á, thì mình có thể nhận ở con mắt của đại bàng, của con đại bàng vĩ đại, một bức tượng con đại bàng vĩ đại. Cái tượng này là gì, đi cầu nguyện hay gì? Ôi ơi nó dài, ôi ôi thôi đâu, nghỉ 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 nghỉ, nhìn đến đâu là 10 cái cây cỏ ở đâu. Không, mấy cây này mình không nhặt được nha. Đá này nhặt được không? Cũng không luôn. Vậy sao nhặt trộn? Cần cho bây giờ cái nút à, để như thế này thì tôi thuận tay thôi, nhúc ship là chạy nhanh. Này có cái gì đây, dạng như cái lá bài mà thật chứ. Một cái nhật ký ký mà cái nhật ký hành trình ngày 1 tháng 1, mình có thể nhấn kiểm tra nó trong cái phần option. Chắc là cốt truyện thôi. Điều này có phone đam ta, hình như không. Cái gì, tôi nghe cái gì đó. À đây mình lấy được rồi nè, đánh vô cái này mới ra gỗ. Không, nhấn phím B để mở cái mà công trình xây dựng lên, sau đó là xây một cái bàn workbench. B à, đây cái bàn workbench, nhấn nút F và giữ để bắt đầu xây, tốn 10 giây hả. Bây giờ mở cái cây công nghệ lên trong cái phần menu và unlock cái fanfare. Mở cái cây công nghệ lên, cái này kho đồ của mình có một điểm start point này nè, à, cộng điểm, cộng máu lên 100, cộng stamina lên 10, cộng tốc độ làm việc lên 50, trọng lượng chắc là cộng trọng lượng trước á. Thôi đầu game cộng tốc độ làm việc đi. Phạt ti không có phạt ti, đây giống hệt ARK luôn. À, những cái này là mình đã học rồi, bây giờ nó kêu mình học cái này nè. Fanbook nè chắc học luôn đi, campfire cũng phải học rồi, cái này học luôn, cái này học luôn.
Cái này có quất đành hả? À, những cái công trình bằng gỗ. Bây giờ chắc chế hai cái này trước, cần 5 đá 5 gỗ, vậy là 10 đá 10 gỗ. Gỗ thì mình đấm cái này nó ra rồi. Trời đấm gì tới nào mới đủ 10. Rồi, đủ gỗ nè. Cái 30 này là cái này là cái trọng lượng, 30 này là 30 kg rồi. Đi, có cái gương kìa. Nhận được một quả cầu. Cái này 483 tiền hả? Cái đồng xu này không có trọng lượng nha. Ê, ê, ê. À, không có phone down. Gỗ nè. Cái gì? Con gì đây? Captiva. Làm gì nó thấy mình nó chạy gì đó hả? Ê, con game này có leo nữa hả? Leo y chang Genshin luôn. Mình leo lên là mình đục stamina. Cái trứng bự bình thường. Mấy cái này thì mình không lấy được. Con này con level 1 nè. Bèm nó thử hả? Bay màu. Game gì bạo lực quá vậy ta? Bây giờ mình bắt nó hả? Có méo được. Mất mẻ quả cậu luôn ấy. Trời ơi. Khoan. Rồi bắt nó bắt làm sao? Hồi nãy là làm yếu nó trước tiên, vậy là làm yếu nó thôi, còn cái này đánh là nó chuyển sinh luôn cái gì nè, đâu cái đuôi nó nhúc nhích nè. Rồi đá nhỏ như đá banh vậy, nó mới bất tỉnh mà. Ngồi nó mình chừa nó tí máu mình bêm nó thử. Cái này là cái gì? Phanium sử dụng để bôi cái phanh bút. Rồi ok, đá mình đi ra đây hả? Trời ơi, nó có cái gì ở đây nè, tôi đi ngược đường rồi. Kệ tế nó đi, đi hết cái khu này coi có cái gì không. Còn gì đây? Cù level 3 là không chơi được. Con này giống gà á. Chip Chikibi. Rồi con này con cù nó tên là Lambon luôn nè. Cù bóng. Level 2 không chơi đâu. Này hái được không? Không tương tác được luôn. Cái gì xanh xanh đó kìa. Cái này là gì, gốc cây hả? Này hồi đánh ba đam đánh tới tết. Cái này giống cái hang quá vậy. Nhấn F để vào cái hang động level 13. Thôi dẹp 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 dẹp. Bị điên à. Chỗ này cũng bằng phẳng ha. Mình xây được cái bay ở đây không? Level 2 không chơi. Rồi tính đâu lốt được gì trong cái thùng này. Level 3 không chơi. Hết đường rồi hả? Có gì nữa nè. Này không lấy được cái gì đấy. Sử dụng nó và lợi cái tượng thần của mình để tăng mấy cái chỉ số nội tại cho con bon. Cái trứng bự nè, cái trứng này nấu ăn hả?
À, đặt cái trứng này vào cái máy ấp trứng để ấp nó. Ok. Này còn gì nữa không? Thôi bây giờ mình đi qua cái chỗ này. Kìa, nó có hiện cái 220 mấy mét gì kìa. Không có cầu nào cả. Nhiều đá ta? 12 đá thì đúng rồi. Mèo, 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 mèo. Này có gì không? Nó thấy mình là nó cắm đầu nó chạy là sao ta? Ủa nãy cái bàn của mình đặt ở đâu vậy? Đó. Chắc leo lên này tìm cái chỗ mà nào mà đẹp đẹp á để xây cái căn cứ đã. À chỗ này nó leo được, quên quên con game này nó leo dễ lắm. Cái bàn của mình nè, ấy ấy cục tác, cục tác nhấn nút F để làm việc, nhấn và giữ nút F để làm việc rồi. Ok tiếp. Cái này mình thiếu đá. Không, không có đánh vô đó được. Ủa nó tự trang bị vô hả ta? Thì sao đổi vũ khí? À, cuộn nút chuột chữa. Còn số 2 là cái gì? Cuộn nút chuột chữa, nhấn chữ Q quang cầu. Đồ game vô đi lang thang quá, tốn thời gian, chả làm được cái gì cả. Này dắt đá nè, nè nó dắt sáng rồi nè. Trời ơi, đào muốn hết thể lực luôn, được có 2 cục, 20 cục đá. Nãy biết gì tôi nâng cái tài nguyên nhiều nhiều lên này. Đào kiểu này tốn thời gian quá. Còn cục nữa hả? Thôi đào cục này thôi. Được nhiêu đá thì được. Rồi nghỉ đi, 50 rồi. Tiếp theo là tìm một cái cây nào đó để mình chặt gỗ. Mấy cục này không lụm được hết ta. Game này nó chạy thì cũng hơi chậm đó. Đây là cái chỗ đầu game mình vô nè. Giống cái hang sơn đồng quá ha. Người ta đi ra đây mới đúng. Người ta đi ra cái bức tượng này. Tôi đi từ đây đi ngược xuống đây. Điên thiệt. Cái này giống như cái tế đàn vậy. Gì? Thanh niên nào cắm trại nó hay gì? Nè bức tượng của con đại bàng bự bự nè. Mình lốc phát cho vờ. Mình có thêm một cái điểm công nghệ gì đó. Học cái này. Cái cung. Cung thì chưa cần học đâu. Học cái giường đi.
cái fan của mình thì có thể hồi cái điểm xanh ở cái giường này vào mỗi cái tối. Nếu không có giường thì fan không thể ngủ trong im lặng được, thì fan không thể hồi máu. Rồi cái này cho mấy anh đệ, cái này để sửa chữa mấy cái công trình của mình, sử dụng để phá hủy công trình luôn. Cái này thì chắc chưa cần đâu. Cái này là miếng vải được chế từ những cái sợi lông, yêu cầu là để chế tạo giáp. Mình còn 2 điểm. Cái màu tím là cái méo gì? Cái màu xanh là cái gì? Cái gì? Phan Z. À đây là ba con mình gặp trên đường nè. Nút F. Bạn đến từ thế giới bên ngoài à? Tôi có thể nói thế. Bạn thì trông không có giống là những cái con đó đây. Không dễ để sinh tồn ở khu này đâu. Khu này thì rất dễ để sinh tồn bên đây thôi. Mình không cần phải giết chính bản thân của mình. Là làm sao? Ý nó nói là cái khu này dễ sống đó. Đây, hãy tạo một cái trang bị gì đó cho mình thôi. Rồi, ok. Mình đang mang quá nhiều trang bị. Tăng cái điểm quay này lên 155 kg. Ô, ô, đẹp quá chứ. Tìm chỗ xây nhà anh em ơi. Nè, cái quả cầu nè. Mình có một quả cầu ở góc phải dưới nè. Tôi đi bắt thử con nào ơi. Con level 3 luôn đi. Không chơi level 1 nữa. Hồi nãy đánh nó chết bắt không được. Bây giờ đánh nhẹ nhẹ thôi. Bạo hành. Đó, bạo hành động vật. Rồi được chưa? Đánh quy 100%. Chibi level 03 cực kỳ yếu nhưng mà rất là ngon miệng hả? À? 1/10. Nhấn E để mà gọi cái con đó. Đây hả? À? Nhấn E lần nữa. Nhấn E để triệu hồi cái con này. Nó còn chút xíu máu à. Nó làm được cái gì? Nhìn ngố ha. Lại đây, bay 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 bay. Bi bi. Mấy cái đỏ này hay được. Gom hết luôn. Mình lên điểm này. Tăng vô mà. Thôi, tăng vô này đi. Ghép đồ cho nó nhanh tí. Này dược phẩm à? Đi có xong kìa. Bên này cũng chống quan nữa. Có gì xanh xanh đây nè. Bên xanh bên tím. Cái gương, cái gương. 381 coin với mà hai ổ mì hả? Ổ bánh mì này nó 27 dinh dưỡng, mình còn 56. Ai là người ăn ổ bánh mì? Ủa sao tôi là laser 324? Ổ bánh mì 27 thì cái này mình thiếu 18 à, để tí nữa ăn. Còn bên này là cái gì đó? Cái nhật ký hành trình ngày thứ hai. Cái này là cái gì? Cái Palladium Fragment. Cái này chắc giống như mà báo quặng sắt, quặng đồng hay là cái gì đó thôi. 6 rồi. Một cục như thế này là nó có 10 cái palium. Cái gì, cái gì? Con quỷ này. Con cù à? Bắt con cù không? Mình chưa có cái quả bóng nào hết. Cái gì đây? Rồi gỗ. Mình đang mang quá nhiều vật phẩm. Cái này 162 kg hả? Nhấn nút ship chuột trái để lấy một nửa.
À. Không có dục ra ngoài được. À, nút góp đây nè, lựu đạn đó. Chắc cái này quan trọng á, nên lấy cái này. Trời, nó đào lâu quá. Thiệt. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bể đi. Biết gì nãy tôi tăng cái tỷ lệ lấy tài nguyên rồi. Thì cái này nó nhiều lắm. Lại nặng nữa rồi. Thôi đi luôn. Đây có đá nè. Xây cái bay ở đây được không? Chỗ này nhỏ quá. Đây, xây chỗ này đi. Sử dụng cái mà cái cây gì đó, cái cây gì mà cầm đốt lửa lên để soi đường đó. Mình đang cảm thấy lạnh nên cái gì đây, xây nó ở cái workbench. Đây workbench đây, cái bên này là cái sửa đồ á. Đây luôn đi. Hết. Con gà nó không làm giúp mình đó. Chế cây đuốc. Cái cây này là cái vũ khí cận chiến để mình đập nó. Gấp cây. Và cầu pho cá. Mát luôn thì được 4 cái. Gấp luôn. Đi bắt mấy con thú nữa. Lạnh quá vậy ta. Test. Là mình có campfire nè. Cung cây phia, cái Facebook nơi là đặt đồ ăn cho những cái con mà để của mình ăn đồ ăn từ nó. Quần áo ấm, cái cổng lớn để bảo vệ cái cửa báo động bây giờ khi mà quân địch tấn công vào. Giá treo cổ dùng để phòng thủ, bắt một con phone khi mà đi qua nó chỉ có hiệu ứng như những con phone nhỏ và con người. Ôi vãi thiệt. Chừng nào nó ghét nhà đi thì tôi coi tôi tính cái này sao. Này cái gì? Quả cầu hả? Mình sẽ đi bắt thêm cái con nào đó nữa. Cục máu quá rồi. Ăn dâu được không? Bắt thêm con này nữa đi. Con này là con cù. Level 1, level 3. Chết chết chết, con gà nó không chết chết luôn rồi. Thôi về 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 về. Đi. Level 7, level 6. Không không không. Thấy ghê quá vậy. Con này level 2 nè. Ủa, sao không? Rồi, không được đứng gần quá. Số 1, số 3. Chữ E. Đó, có con mới nè. Con xây nhà đó. Phone, workbench. À, số 1, số 3. Trời ơi, quanh bóc. Thiếu gỗ. Không, xây cái campfire mới được anh em ơi. Lạnh quá rồi. Có khi hồi tôi chết luôn á. Cái này cái kho đây đây đây, campfire đây. Rồi hết lạnh đây, hết lạnh đây. Cái con này bị tăng động hả? Bây giờ mình nhiệm vụ tutorial của mình là với vui một cái fanbox. Thôi tôi xây nhà trước. Đi giường. Giường thì chưa đủ tài nguyên, thiếu gỗ. Thôi chặt cái đụng con đó cái báo đời nữa. Rồi hết thể lực là nó không cho làm gì luôn. Bắt mình đứng yên luôn.
bạn đang mang quá nhiều cái vật phẩm trong người. Thôi xây nhà đi cho nó bớt này. Sau đồng. Cái này là cái nền. Xây mấy cái nền trước đã. Đây ha. Ủa? Mỗi lần xây là mỗi lần bấm gì đó hả? Chuột phải để mà xây liên tục. Nhấn nút bách bách để trở về cái bui menu. Rồi ok. Chuột phải. Cái này tốn có hai gỗ à, anh em ơi. Nên mình xây thoải mái luôn á. Cái con nó dướng quá. Con quỷ này dướng quá, đi ra mày. Nhấn nút bách bách. Lúc này quay về cái menu mình xây cái cửa chính. Cửa trước, cái cửa sau. Bây giờ tới hai cái dách hai bên. Chuột phải cho quên. Chuột phải. Lên cấp luôn kìa. Nó có cái máy tam giác nè. Tường. Hết gỗ rồi. Nút F để mở, nút V để cài đặt cái gì đó. Không. À mình có thể nướng thịt được nào. Trái nho cũng nướng được nữa hả? À 1/1 thịt gà. Ăn cái đồ ăn này thì nó có boost cái hiệu ứng gì không ta? Thịt gà. Mình ăn. Đây lên cấp nè. Stamina lên có 10 à. Máu lên tới 100 lận. Máu đi máu đi. Chắc sẽ phải xây cái gương để đựng đồ anh em ơi. Phải mở cái nền ra nữa nó mới đẹp. Lấy thêm gỗ đã. Ôi cục đá này sao nó bự quá vậy. Lại bị nặng rồi. Cái con này đi vô quả cầu. Đi lông nhông. Dưới cục đá rồi. Bắt cái giá thường thôi. Xây cái này thì tí nữa mình khó lên tầng trên lắm. Xây cái này đi tí nữa thì à được nè. Đây. Mình lên 2-3 tầng nữa thì mới mà xây mấy cái kia. Đẹp chưa? Hai cửa, mở cửa này luôn. Nhấn nút B. Ủa? Sao cái này đi dọc, cái này đi ngang là sao?
Sao cái này dọc mà cái này ngang? Ừ, hồi giờ cái này đi. Phá công trình phá sao ta? Test. Cái này cái chuồng nuôi những con thú của mình thì sẽ tự động sản xuất cái tài nguyên. Ok. Cái này cái dù lượng khi mà mình nhảy ở trên không thì nó sẽ rơi chậm hơn. Cái này là cái khu vườn để mình trồng những cái trái berry, có thể sản xuất berry tại bát. Yêu cầu những con fawn có khả năng gieo trồng, tưới cây và thu hoạch. Ông ta 2 điểm nữa á. Cây cung. Cung này bắn tầm xa. Cung này có thể bắn được với cái tên lửa. Và cung này cung lửa luôn. Cái này cái bàn nội thất ăn, đặt trong nhà để sinh sống cùng những con phone của mình. Nó chỉ có tác dụng là trang trí thôi, bỏ qua. Sản xuất những con cái gì, đào tạo kỹ năng của những con phone gì đó. Có thể sản xuất gỗ để căn cứ của mình. Yêu cầu con phone phải có kỹ năng là chặt cây. Cây đuốc chưa cần. Cái này cũng là đồ trang trí thôi. Mình còn 6 điểm chắc học cái này cũng được. Cái này là cái gì? Cái này cái khiên của mình. À, nó cần cái palladium phát mạnh gì cơ. Rồi ok, bây giờ nhấn nút C để vô chế độ quỷ này ở đây. Quỷ luôn, quỷ luôn, quỷ luôn. Bây giờ xây lại cái nền. Cái nền xây chiều dọc đi. Đây, nhìn ngang. Ủa quên chuột phải. Chuột phải. Chuột phải. Cái này tự nhiên ngang cái là có dọc gì lùm lum như nào. Nhấn C, của nhấn B, nhấn C. Rồi, bây giờ nhấn B. Cái này đang chiều nào ta? Chiều dọc đúng không nào? Lên cấp. Bây giờ xây cái gương đồ, có cái gì xanh xanh đó gần nhớ nha. Nâng cái điểm dòng lượng lên. Đây cái máy ấp trứng nè. Stone fit. Mình có thể sản xuất đá trong cái căn cứ của mình. Yêu cầu có cái gì đó. Cái bảng để ghi lên thôi. Cây chày. Cây chày đập dùng trong cận chiến. Hai cái này thì chấm hỏi. Bây giờ bui cái fan bút. Bui cái fan bút hả? B. Một à, bui mấy cái bàn này nữa. B, cái bàn sửa chữa kế bên luôn. Hết gỗ, hết cái cờ lo đó là cái gì á. Fan số 3, fan bút đây. Máy ấp trứng. Máy ấp trứng không đủ. Nó bị chồng lên cái vật thể khác đó. Cái fan bút này là dạng như cái bay của mình luôn á. Xây đây ha. Xây ra đây được không? Đây nó lọt xuống nền nhà này. Rồi, đây. À quên, xây cái giường ngủ cho mấy con thú nữa chứ. Không, xây thêm mấy cái nền cho nó rộng ra nữa. À quên, chuột phải con game này thiệt.
dưỡng cái cây à. Hết, không đủ tài nguyên, chặt cái cây này luôn. Hết thể lực. Còn gì vậy? Level 7, level 6. Quá gần cái Fanitica, không bị bôi cái chỗ này. Vậy là cái này nó bị dướng hả? Sao nó quay mặt ra đây rồi mà? Nhấn nút C để quỷ. Trời ơi, ơi, ơi. Ôi ơi, giật cơ mình. Rồi, tới đây được rồi ha. Bây giờ mình xây cái kia ở đây đi. Cái nãy á, cái gì quên tiêu rồi, cái phanh bút. Ép 5 giây, hình như hơi lạch tí rồi. Con gì đây? Bắt nó này là 100% luôn. Con gà chibi hả? Chibi, chibi. Gà lấy trâu dưới ta. Được chưa? Bắt luôn nè. Mình còn một quả cầu nữa à. Bây giờ thì truy cập vào cái Facebook và triệu hồi một con phone trong cái bay của mình. F là truy cập vào cái Facebook Manager, V là nhiệm vụ, C là phát cho vợ. Mạch ti của mình cái bút để đây à, level 7. Phone ai ở trong cái căn cứ à, cái này cái hộp thôi, còn mình căn cứ thì chắc để đây. À đây. Sao không có dữ liệu là sao ta? Bây giờ bắt 5 con cừu, 5 con lâm bon. Đi. Bắt 5 con lâm bon. Ủa nó đi nó xây cho mình luôn kìa. Anh em thấy cái cu ly nó gọn không? Nó chủ tớ đều làm việc cùng nhau. Thôi mày xây đi, tao đi chế đồ. Cái này cái gì? Quần áo, hai cái lông, cái siêu, 10 đá. Đây, có cái này nè. Chế nè, làm tay không à? Đi, nó làm xong rồi. Rồi nó đi làm tiếp mình nữa nè. Ngon. Cái bên này để sửa đồ á. Hai cái này sắp hư hết rồi. Có thịt. Chế cái gương, quên nó chế cái gương. Cho cái nhà nó không khích ta. Cái gương ở đây. Thôi đặt ở ngoài đi. Làm việc đi bay, anh đi kiếm tài nguyên. Thôi, chế cái gương bỏ đồ vô. Nhấn nút X để chuyển tất cả, nhấn nút G để mà sẽ tắt nhanh. Lần sau. Cái trứng của mình chết rồi, nó sắp hư rồi anh em ơi.
nó còn có mà nhiêu đây à, thịt cũng sắp hư nữa, trong con game này đồ nó tục ghê quá. Xây cái cam file thì cái giường ngủ cho nó nữa. Đó là hết gỗ rồi. Rồi xây cái máng thức ăn cho nó nữa. Thiệt. 20 gỗ. Ăn dục gỗ đi chặt cây thôi. Bui cái căn cứ của mình cho đến khi đạt level 7. Tăng cái cấp của laser cho mình bằng cách bắt 30 con phone. Trời ơi. Bắt 30 con như thế này hả? Sắp đầy ba lô rồi. Cái này là cái gì đây? Trái bê ghi gì đó. À, nhấn G là những cái món mình tự động nó chuyển vô, giống như con game hôm qua tôi chơi vậy đó. Nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ hoàn thành chứ. Fanbook bây giờ đã upgrade. Nhấn nút B xem cái nhiệm vụ. Bui một cái gương. Đặt một con phone trong bon. Nâng hả? Xây một cái là xuất đi bed, cái giường ngủ cái gì quá bê cái à, cái giường ngủ của mình cần thiếu một lông một vải. Quên 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 xây đồ ăn cho nó trước, nó đói là nó ăn thịt mình luôn. Có nào, xây cái giường đó. Ủa? À, thiếu cái nguyên liệu đầu tiên. Đi nó lụm đá cho mình luôn kìa. Lụm gì bỏ đây hay gì? Ê, má giật mình. Cái này là một hương nhân lang thang. Mẹ nó. 12 giờ đêm tự nhiên nó đi băng băng ở đâu vô nhà mình. Tôi có mày dài mà cái vật dụng trong kho hàng của mình. Mua. Khi mà mở rộng kho đồ á, cái này không có giá trị. Ủa mà không phải bổ bí, cái này là sao đó? Có thể gắp lại cái bàn workbench. Ngũ phù thủy, cái này dạng như cái plugin, cái thiết kế bản vẽ. Cái quả phone dâm hai, mũi tên độc, cái này thuốc. Nó bán mắc quá à. Lúa hả? À? Tiền của mình có 800 tiền luôn nè. Cái này rất chích, cái này 200 lận á, cái này để làm gì? Vật liệu thu nhập được từ cái những cái con phone hệ điện. Trứng. Hạt đậu, hạt ghi sữa. Cái cáp là cái áo tròn. Gu mod cáp. Mua thử cái không anh em? Toco là cái gì? Giống trà sữa. Toco quá vậy. Quất. Có một bui. Thì xong đó hả? Cái này xài sao? Nó lừa đảo mình á. Trời ơi, nó bán cái nón con vịt. Ngủ đạn nhà nó. Cái này chế được nè.
bà nó chứ, 500 tiền của tôi. Khốn nạn, đi ra khỏi nhà tao, cút liền, chim cút. Công nghệ máy ấp trứng mình có rồi nè, tí nữa có cái cung cung này cung độc, xây cái máy ấp trứng. Ủa xây cái giường ngủ chứ, chưa có cái đó. Máy ấp trứng đây, thiếu hai vải với mà 30 đá. Ok, vô cầu mình bây giờ có thêm một lót nữa, bỏ gà vô. Con này level 3 bỏ ở đây đi, mỗi con một hàng ha. Chế thêm mấy quả cầu nữa mới được, đi qua bển lụm cái đó ấy. Cái này là à, cái dù lượng giống những cái cánh trong Genshin đó nè. Cái này để chế quả cầu nè nên nó rất là cần thiết luôn. Trời ơi, bổ nãy giờ lên được có 5-6 à. Cái trứng của mình sắp hư rồi, không có gì để ăn luôn á, hồi về nướng thịt. Số 3 nướng e. Trời, nó chạy lăng quăng theo bên mình. Nhấn F để full ly cái siêu. Rồi sao? Trời ơi, lấy cái con này làm cái cục đỡ đạn, ác như cốc vậy á. Rồi vãi thiệt, con game này nó bảo hành động vật. Được cái Oge gì X1 kìa, cái quặng hả? Đủ 500 kg mình về luôn. Cái gì bên đó vậy? Game gì đi mà trồng cây đập đá. Bển có con gì cơ? Con mèo. Mèo nặng này, nặng này. Đi lượm cái cục này về. Nhấn Shift chuột trái. Đi bắt con mèo. Hết cầu rồi, quên á, còn quá cầu rồi đâu. Bay qua sông. Đồ mình để cái gì? À quên, cái cục đá, đến đâu là cái gì không mà làm giật mình. Con đó nó chạy đi đâu vậy? À nó đi, nó hái mấy trái cây vô mình rồi phải không? Ngon, có mấy thằng đệ kiểu này sai bạch nó ngon hết. Nhấn nút G. Còn 70 kg, vô đây chế vài quả cầu nữa. Chế được cái siêu nè.
Vô làm việc nè bay, đi đâu đó? Mắc được 10 quả cầu, làm luôn. Đi vô làm việc, chạy đâu đó. Đò mò mày. Con game này gấp đồ là tôi phải giữ nút F luôn nha. Buông nút F ra là nó ngừng á. Ủa, mình có 4 cái nè. Xây được cái giường này. Nhấn G. Ủa không, cuộn chuột chữa chứ không phải nhấn G. Trời, xây xong rồi nó mới đi vô. Thằng đó nó nhông nhông trong cái nhà mình hoài vậy. Quên á, bỏ đồ ăn cho mấy con pet của mình. Có nè. Nho nướng, mình nướng tối đa 32 cái thịt chibi. Mấy con này nó không giúp mình nướng ta. Trời, nó chạy kìa, như tên bắn vậy. Nhiệm vụ hoàn thành, cái phone book của mình bây giờ đã có thể nâng cấp rồi. Ok, vậy là mình để được bàn để đó. Cái gì? Ở đâu? Bấm nút V nâng cấp, bui một cái túi ngủ nữa cho mấy con này. Ok luôn. Ok. Nó ngủ luôn kìa. Chạy lánh, chạy lánh, chạy lánh. À. Nấu thịt tiếp. Đầu quên nâng cái này lên chứ. Nâng rồi mà, cho thêm con nó vô. Nâng về, nâng cái nữa. Bui một cái mà trồng be ghi. Bỏ thêm một con phone nữa vô. Khoan khoan khoan, lấy đồ ăn ra cho tụi nó. Một hồi tụi nó đói rồi nó giết mình luôn. Bắt 5 con mà 5 con lambon nữa. Bắt 5 cừu nữa. Đi ngủ đi, Phi ơi. Đói bụng hả? Sao cái con nhân vật của tôi nó tên cái đó ta? Am am. Đi ngủ. Gần tiếng đồng hồ mới xây xong căn nhà với mà mấy cái này.
Ừ, cái máy ấp trứng nó vô quên đó. Thiếu hai vải với mà 30 đá. Không đủ hả? Cái gì là phải xây cái chuồng trước. Ủa? Này sẽ gấp được nè. Đi vô làm việc bay. Thì nhõng nhõng ngoài làm gì? À, nó tự mặc vô cho mình luôn. Mấy cái này sắp hư hết rồi. Thiếu đá nữa chứ. Mấy con này nó không có giúp cái gì ta. Đang làm việc chăm chỉ, con gà là làm việc chăm chỉ, trông giống như là một người công nhân. Ủa nặng hả? Giòn. Xây cái bê ghi, cái bê ghi hả? Cái máy ấp trứng trước. Máy ấp trứng thì hết tài nguyên rồi. Một gỗ với ba đá nữa. Ra đây quẹt cái là đủ à. Nó sung sướng nha, nó chạy nhõng nhõng nó chơi kìa. Còn mình thì làm cu ly lòi mắt luôn. Ý của mèo, có mèo. Cái gì đây? Cái quả cầu hả? Quả cầu ai bỏ giữa đường vậy? Cái gương phải con mèo đâu ấy? Nó chạy nhanh quá anh em ơi. Ép gốc nó. Đứng yên. Một bầy mèo luôn kìa. Ôi vãi, mày đi về, mày không mới đánh nữa. Má nó chọi cái chết mèo cô. Chỗ này xây cái bay nó đẹp hơn biết nhiêu này hả? Vô. Bắt 5 con cừu thì hai con này nữa. Rồi nó chuyển sinh luôn rồi. Shogi hơi lỡ tay. Chó hả? Chơi ngu hả? Rồi. Vô. Ủa, con này chết à? Người sẽ tìm lại cái nút này. Ý, trứng này á. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Mình nói chuyện tí thôi mà. Nói chuyện. Bạn ơi. Bạn ơi, bạn chạy đâu? U con eo, u eo. Thiếu một con cừu nữa hả? Cây này chặt được không? Không. Làm tí gỗ nữa vậy. Chỗ này mà xây cái bay là đúng đẹp luôn á. Nhìn kìa. Nó bằng phẳng một khu cực kỳ rộng luôn. Hồi nãy không để ý, nhìn trên bản đồ mới thấy cái chỗ này trắng nè. Như chỗ này. Thôi, sắp đầy rồi, về thôi.
Ý. Bãi đái con ma mốt level 34. Có ký hiệu màu đỏ trên đầu nó luôn kìa. Nó là con boss hay gì á. Này thì boss nè. Này thì boss nè. 5 con gù xong nhiệm vụ. Không, nó hiền cái gì anh em ơi, nó không có đánh mình. Ủa, con gù này của mình mà. Con gà này cũng của mình đó. Con này cũng của mình luôn. Thế này. Thôi sau này nâng đứa nó ra thì tới đây đi. Rồi, đẹp rồi đó. Làm việc nè bay. Đi chơi cái gì? Bu đinh. Lẹ. Gieo hạt đó, trời ơi, gieo hạt mà mình để gieo tay như thế này đó. Nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ cái fanbook là có thể gáp nữa, ok. Nó không có làm tiếp mình mà nó đi chơi. Bây giờ bắt 30 con phone, nâng cái bay của mình lên level 7, hoàn thành cái thử thách. Rồi giờ tới nước hả? Con game khổ dâm thiệt á. Làm đủ chuyện đó chứ. Rồi xong. Rồi bây giờ nó tự trưởng thành. Bắt con này, bắt này. Nhìn nó như tăng động nhá. Trời ơi, lỡ tay rồi. Âm sôi ghi. Nam Sogi Baby V lên cấp vui một cái fan gear hoặc ben cho con cừu vô đây có con mèo nè cho con mèo vô à. À, hai con mèo nó đi đập đá cho mình nè. Ngon. Đó mấy thằng để đâu phải gì chứ. Mấy quan hại như tụi này nè. Nè. Anh dép. Con cừu của mình là lao động chân tay level 1. Ủa, hai dư quật á. Cái này chuyển hàng, shipper. Farming là làm nông trại. Con này là thu nhập. Chưa có nào chặt gỗ cho nó. Con này đào nè, con mèo này nó có cái đào mà. Con gà này chỉ ăn thôi, vô dụng với lời đó. Con này còn chiến đồ được. Với mà nó làm tay giúp mình nè. Con gà phế vật. Con gà phế vật. Bớt áp. Con này nó cứ lạng lạng đây nhìn thấy ghê vậy làm gì nó đem trái dâu đi nó bỏ vô đây hả kìa. Nó bỏ ở đâu, bỏ ở đây hay bỏ ở đây
Mấy con mèo của bộ ngon à. Ừ quên đó. Xây cái chuồng. Vô làm việc nè, mấy con cừu kia. Khoan khoan, xây cái. Tìm cái gương đó đi. Nó cứ kêu mèo mèo nhức đầu đó, thấy làm việc chưa? Thiếu đá, thiếu đá. Rồi nó đập ra đống đá luôn nè. Ngon. Nó không có gần tường quá được. Bốn con vô chạy luôn. Được rồi. Nguyên bầy cu ly. Bộ quả trứng vô 20 phút. Trời ơi. Biết tới chừng nào lận. Mình đi bắt thêm con thú mới thôi. Ý. Level 14. Thôi 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 thôi. Thôi thôi thôi. Đừng có nhìn nhau với ánh mắt như thế. Có cái gương hồi nãy tôi thấy ở đây nào quên đó. Quay của mình. Cái gương màu tím luôn anh em ơi. 75 tiền. Ba quả cầu. Cái gì đây? Năng lượng bắt giữ level 12 cũng được. Đi có con phép nào mới không? Đây con 16 này hả? Sao nó chạy dữ vậy người ta? Mình nói chuyện với nhau vui vẻ hả? Chết rồi, lỡ tay rồi. Mình làm bán level 11 toàn level 11 không à. Nó chưa mình bắt cái 30 con nữa. Lỡ rồi. Đưa vào 11 mình chơi lại nó. Cái gì đây? Y. Hơn là mấy con này trong này nó hiện á. Đó là level 9. Cần phải có một cái chìa khóa bằng đồng. Nó nằm ngay chỗ này nhớ nha. Chừng nào mình có chìa khóa đồng thì mình lấy nó. Con này chắc phải chơi cung rồi, chứ nó bay lắm. 31, 38 nữa. Mình bắt con này.
Nó đánh con cừu mình lăn lộn luôn, hết thể lực rồi. Nhấn số 2 đổi qua quả cầu này. Ok. Ý, né. Ây da. Ba mươi bảy phần trăm á, không được rồi, chắc phải dùng quả cầu xịn này. Ờ không, sắp chết tôi rồi, tôi sắp chết rồi. Rồi dính đây, dính đây rồi, ngon. Ăn 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 ăn, có cái gì ăn không? Ăn cái này nó không hồi máu nữa nha. Mém tí nữa chuyển sinh luôn rồi. Dưới này có con ma mút, dưới này có Gatsby Belemot Hill hả? À? À chắc nó giống cái trụ dịch chuyển vậy. Rồi rồi, con phép mới của mình thôi. Nè. Nhấn số 4. Nè 1. Trời ơi, tính đâu kêu con phép mình nó làm, hóa ra là mình làm thiệt. Mày nhìn cái gì? Con này level 5 luôn đó hả? Ê! Không được, không được, con này nó hung hãn rồi. Tự nhiên nó lao vô nó đấm nhỏ. Trứng là trứng nào. Cái gì nó bốc lửa đỏ trên kìa. Level 5. Level 5 lấy con cừu ra chắc chơi được á. Con gì nữa kìa. Ê, hút hút. Ngon. Cái gương màu vàng, gương vàng. Được cái small phone sâu 17 mũi tên 68 đồng. Con này con gì nó đây, level 3, level 3 thì nhẹ nhàng này. Nó trâu dữ nha. Bắt cho vào con đó, con mèo, con mèo thì cũ rồi, không có con nào mới cả. Bên kia có cái gì xanh xanh kìa, dưới nước có con gì không trời? Chắc không đâu. Một cái ly mất gì á. Kìa kìa kìa, có cái gì xanh xanh đó nữa kìa. Cái thú vui của mấy con game thế giới mở là nó như vậy đó. Là mình đi mà giữa đường mình bắt gặp rất là nhiều cái độc đáo. Ý, cái trứng, cái trứng, cái trứng ở nhà của mình sao đó. Có gì xanh trong đó nữa cơ. Bắt con mèo về cho nó đập đá không? Mà thôi, có 6-7 lót à.
Bạn là một cái gương mặt mới ở đây, đừng nói với tôi là một người từ thế giới bên ngoài. Nó không phải vấn đề đối với tôi. Bây giờ trên hòn đảo này thì hãy học cách mà bắt những cái con phone đi. Bạn có thể thêm kinh nghiệm bằng cách bắt là 10 con giống nhau cùng một đội. Farm những mạnh hơn khi bắt hơn rồi, ok. Cái đèn của ảnh không lấy được. Cái gì ở đây nữa đây? Nhật ký hành trình. Có cái gì nữa nè? Cái trứng. Về thôi anh em ơi. Game này tối ưu là cũng tốt phết đó chứ. Ý, chim cánh cụt. Nó chạy nhanh quá vậy. Nó chạy nhanh vãi đái luôn á. Vãi lòng nó. Cho mày chạy, tao cho mày dậy. Hút nó để. Một con nữa hả? Dính không? Dính con kia không? Rồi dính này. Ây da. Đó. Rồi về đi để. Mình còn bao quả cầu à. Rồi dính luôn rồi. Cái chỗ tê le ở đâu ta? Chỗ tê le sau lưng mình. Chim cánh cụt mà nó chạy nhanh như máy điện nữa. Rồi về thăm cái bầy thú thú mới của mình đây. Ừ, cái trứng ấp sau ta 8 phút nữa, là 8 phút nữa trước khi mình ngủ dậy luôn á. Nhấn V đủ ủa chưa nữa, vui cái fan quật bên đấy, bấm lộn nút quy bà đi quá cậu còn nè, rồi mất tiêu luôn rồi đây phải không? Ồ không phải. Chắc hơi phải xây thêm một tầng nữa cho tụi nó. Không phải B. Chuột. Được phải.
Trời ơi cái nồi. Cái gì? Sao con của mình nó ngủ trên đó? Không đủ anh ta. Méo được rồi. B, C, để cái này đây. B. B, C. B, xây cái cầu thang. Dướng rồi, dướng mấy con này rồi. Không được hết á, tại sao? Trời, nửa đêm nó đi đập đá. Hết hết gỗ rồi.
2 phút nữa. Xây lâu dữ vậy ta. Cái gì đây? À có cái mỏ đá đó. Dướng dưới méo gì được mà nó lại là báo là dướng. Đây, bắt được nó rồi. Quá nặng luôn hả? Nó khiêng đá đi kìa. Rồi. Bỏ đá vô. 147 kg. 20 giây nữa để coi nở ra con gì. Bây giờ ăn điểm. Trong lúc đó mình chế thêm vài quả cầu. Con nào làm việc không? Đây 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 đây. Ghim theo. Ủa nó đâu? Nó ở đây không? Khoan, nhiệm vụ là cái gì? Xây một cái con ghia gốc nó quên. Đây. Thiếu một cái vải nữa. Mình làm nhanh hơn nó biết nhiêu không? Game này nó nghiện phết luôn nha. Cứ đứa nào vô xây tiếp anh không? Ủa, có cái méo gì này đâu? Thử undock cái bản vẽ trong mà cái tab menu rồi ok. Buôn cái voucher gì đó. Con này để đây. Anh cừu lấy ra. Con này lấy ra. Đặt con mới này vô. Con này là nó có 2 điểm trái cây gì đó. Nhưng mà con gà này có trái cây vậy. Con mèo này cũng có trái cây nữa. Con này nó gieo trồng nè, con này tưới nước nè, là 2 cái quy trình mình làm đây nè, nên bây giờ nó vô cái đó. Vô cái đó thì nó có thể trồng cái này cho mình nè. Con san nó đang làm nè, con san đâu rồi?
Hình như nó đứng dưới hả? Thiếu đá, thiếu gỗ, đá với gỗ. Mình bắt ngày thứ anh. Yeah. Cái này là cái quặng để lấy đi, không bổ ngang cũng bổ dọc thôi. Nó dạng như là sắt hay đồng trong mấy con game sinh tồn khác nữa. Bạn có một điểm hitpoint. Quay mình lên tầm 1.000 là được rồi. Sau này mình tăng vào máu với Slatamina. Trời, nãy giờ được có 6 quặng à. Đào cái này tới nào lên. Lồi con mắt luôn. Con cáo lửa của mình đã nấu được 6 cái kia bắp. Con cừu của mình đã ăn một trái berry màu đỏ. Hoài luôn, đầu lòi con mắt luôn. Con mèo mình nó không đi đập đá tiếp ta. Rồi gãy luôn cái vũ khí rồi. À quên, bỏ cái trứng vô. Mười lăm phút. Thiếu vải. Này thì chưa biết làm gì. Có con đứa vô làm này kìa, chim cánh cụt hả? Gì đây? Sao nó ngủ giường của mình? Ủa cái này mình đi ngủ mà. Trời ơi. Chưa chưa ngủ. Tính đâu đi ngủ. Ngủ con cáo này của mình mà. Cho nó đi nướng thịt đi. Về đây nướng thịt. B, C. Thiếu đá. Đá nồi luôn. Lại thiếu đá. Xây nốt này đi.
Ủa quên, chuột phải. Nhầm hoài luôn. Hết gỗ à, thiếu đá hết gỗ nữa, đủ chuyện. Nướng cho hết ra. Nó lên tới cây rồi. Nó để trứng với nông trong này. Cái này thì mình để trứng nè, sừng nè, bia thơ nè, lông nè, vải nè. Cái gì nó hiện lên 11 gram vậy? Vui một cái cua sơn. Đói bụng, đói bụng. Cua sơn hả? Cái cung độc. Cái này là cái gì? Con này là như cái bộ phòng thủ đây nè, bồn tắm để hồi máu hồi xanh cho mấy con thú mình, cái nón để tránh nắng, cây cung bắn ba tên, cái đinh đinh chắc cần, lò gàn cũng phải cần, cái này cái bẫy thú không à, đây nè, đây nè. Rồi, bây giờ xây cái gì đó. Một đống luôn rồi nè. Nó yêu cầu mình xây cái này. 50 gỗ. 20 đá. Đá đầy đủ rồi. Mình sắp có thêm một lót cho mấy anh đệ nữa. Hãy
Máy này giống cái máy dệt thấy không? Nó bự quá à. Ừ, để đâu giờ ta? Cái máy này nó đôi vải đáy luôn á. Vẫn hơi lọt phải không ta? Rồi ok sẽ đi bay đấy cái trứng còn 6 phút. Một bầy cu ly nó làm gì cùng nhau? Mình có thể chế fiber từ gỗ và chiết xuất cái này từ đá. Rồi ok. Tưởng là làm méo gì. Gây cái máy cho cồng cồng vô. Tiếp theo xây cái lò rèn. Lò rèn 50 đá. Ê quên, nâng cái này quá. Bui cái lò rèn, bui cái bồn tắm gì đó. Bây giờ con này nó đi chặt gỗ cho mình nè, nó hai gỗ luôn nè. Con này bàn tay, cái cây giúp mình làm việc. Con gà này đúng vô dụng luôn á. Ngoài trứng ra chả làm được cái gì. Cút. Cho con này vô. Xì xong cái lò rèn cái này nghỉ ha. Năm chục đá lần nằm tới nào không trời. Chim cánh cụt nó đi hái dâu rồi. Mình chơi con trên đó được chứ ta? Nó kéo nhau một bầy nó đi ăn kìa. Game này công nhận tối ưu nó cũng tốt chứ. À, con mèo ra đầu tiếp rồi. Cái này cái gì mà rớt giữa đường nào?
gần 100 kg rồi đó. Cái gì mà nặng gì, 10 cục thịt 10 kg, cái trứng 25 kg. Đây 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 đây, rồi 2 phút nữa rồi. Cái lò rèn, có cái lò rèn này. Cái gì? Gắt vậy mà. Đừng nghe. À. Trời ơi, nó sẽ ép từ khúc nào đây? Nó không xếp từ quýt game luôn đó. Lựu đạn con game. Mới 4 ngày à, level 11. Đừng nghe. On. Chạy vô coi cái trứng là biết. 2 phút rồi, rồi 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 không sao. Hồi nãy gì rồi, cái cảnh mình chạy ra thôi. Tốt, game làm tốt. Gát gát nhưng mà không ảnh hưởng nhiều. Trời, một đùi gỗ luôn. Ý, thiếu giường cho tụi nó. Rồi đi ra chỗ khác, chim cút. Con chim nó không cút rồi. Trời, nó đi chặt cây rồi đó không? À, cái này làm được cái quặng đồng. Cái này là cái lửa hả? Lửa thì chắc con này nó đi làm. Cái gì? Xin kết sao tinh phạt ti tay đầu bay. Hình như là cái chế độ ghét hay gì á. Cái chế độ ghét á. Ăn 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 ăn. Chết rồi, chưa có vũ khí nữa. 20 giây nó trứng nở. Đâu ta, tôi thấy cái gì đâu. Cái gì trên đây nè? Con này của mình mà. Ý. Chơi nó để. Mấy da đen lên vào 6 rồi. Bắt mấy này được không? Không bắt được nó luôn. Rồi nó chết luôn rồi. Mang đệ mình mạnh vãi ra, nghĩ sao đi ghét được. Trời ơi, tưởng cái gì. Nào. Trời ơi, mấy con muỗi. Làm việc cho chính chỉ vô nha. Cần giúp không? Ủa? Đây trứng nở nè. Gà con gì nữa đây? Một con là Fenkin. Không biết nó là con gì. Fenkin.
sót đồ vô đó. Ngủ bận ngủ bụi gì nè. Mình bắt được là 7 con cừu rồi. Bắt đủ 10 con đi. Bắt đủ 10 con là nó được cái gì á? Tưởng gì mấy thằng nó ghét nhà, nó ghét như con gà vậy á. Lâu lắm, 20 phút nó trứng nó mới nở mà. Mình gấp được cái gì nè? Cái mũ này mình có chưa ta? Ấy. Chưa chưa. Nó dính vô cái bàn này đó. Đó, bàn này mới đúng chứ. Hai mươi sáu quả cầu này. Sao lại có đạn nữa ta? Đạn hình như nãy đánh mấy người đó nó rớt ra không? Cái này, hai cái này thì chưa. Cái bàn bút pen này 15 quặng sắt với 10 cây đinh. Quặng này được nhiêu bay? Trời mới có 5 cái gì làm ăn gì đê mê phái đó. Nhanh phái đó. Nhưng giật mình nó đi chậm vãi đái luôn. Đảo này đi. Trên này phải cục quặng không? Con này con gì ta? Trời, nó đập đá gì mình đó. Mà nó đập lần có ba mấy à? Rồi cái này đá hả?
Đó thôi, tính đồ quặng. Giờ đây, đập này nè bay. Chừng nó méo đầu ta. Đào được có mười mấy cục thôi. Mệt mỏi luôn á. Nhìn con này nó kêu cũng thấy nhức đầu giùm nó. Rồi, gãy luôn rồi. Gãy gắn đào cho hết thôi. Thôi về còn nữa hả? Thôi 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 nó thấy mình cái nó chạy à, chắc mình cầm vũ khí nó mới chạy á. Đống gỗ nữa kìa. Con này năng suất phết luôn á. Chả bù như mấy cái thằng ăn hại này, con mèo này. Không đi đập đá đi. Mười lăm sắt, mười đinh đó. Đinh là chế rồi cái gì ta? Ra bay, đi ra bay. Chạy vô xong mẹ nó. Đinh nè. Đinh là chế từ ai nốt. Một cái ai nốt thì ra được hai đinh. Con gì đó? Level 17 à, chơi nó được không ta? Chơi thử không? Tôi còn cái quả cầu xịn xịn nè. Đánh nó để
Để đâu, mới để đâu hết đây. Rồi nó bỏ nó chạy rồi. 221. 1.000. Ý. Ơi. Để ơi, để. Happy. Rồi nó đánh con dưng cánh cục mình muốn xanh cỏ luôn rồi. Ừ, hội đồng nó vô. Chơi hội đồng đó. Ừ đúng rồi đó. Dính 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 dính. Rồi ngon. Đó, anh em chúng ta chơi yếu nhưng mà đông. Này làm nhanh lên nó bay. Đánh gọt là cái gì đấy? Là sao? À nó ít máu. Ít máu nhưng mà vẫn đi làm việc. Anh em thấy bóc lột cái này chưa? Nó hết máu hình như thả nó vô trong kia là được. Thả nó vô trong đây nè. Con này. Con này mới của mình nè. Nó là ba gỗ luôn. Ba gỗ luôn thì dắt tay con này ra. Lắp này vô. Đó. Ba gỗ hai cây á. Con này chỉ có mỗi cái cây thôi nè. Vô dụng cho đi luôn. Cút ra. Con này nó làm cái gì ta? Con này nó đa năng lắm, giòn này vô. Nó hay tưới cây. Con đó thì nó như con này á. Nó như chim cánh cụt á, cây bàn tay băng. Tưới cây bàn tay. Tưới cây bàn tay băng cái hộp. Tưới cây bàn tay băng cái hộp mỏ đào. Con này con ngon nghẻ nè. Ủa con này sao nó tới hai kill luôn ta? Nó kill băng với kill nước nè mà con này có một kill à. Con này cũng một à. Con này hai kill nè. Hai kill nè. Hình như level cao nó mới thêm một kill. Con này tăng. Con này thì nó mạnh. Đi, giật cái mình. Tôn phi gấp cái
Thiệt, nhướng cái bàn luôn bây giờ sao bấm vừa được cái bàn sửa chữa nè. Bó tay. Game này hitbox nó lẫn lộn quá. Đây 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 đây. Vẫn không có cái gì hết. Ba con đập đá hả? Đập cục này nào. Nhấn quy không phải cái này thì ngắm hay không có tác dụng gì đâu. Bốn phút nữa thôi, 4 phút nữa thì đi qua. Ủa sao không con nào làm gì cái nhìn vậy? Tí nữa mình đi là cái tháp đó hả? Cái tháp rồi đây nè. Cái kia mình lại đó thử thách cái gì á. Rồi chơi tối luôn rồi. Thôi rồi, không máu mồm. Game này đi farm đúng là luôn á. Cái trứng mình nở chưa ta? Ra được cu ly nào nữa không? 50 giây nữa. B. Vô xe nhà là bay. Bay đâu hết rồi. Đây nè, đây nè. Mê tồn 5, 5 với 5 là 10. 5 với 5 là 10. Cái yên hả? Cái yên thì học được. Cái này trang trí thôi. Cái bàn chế thuốc. Cái bộ giáp. Cái dao chặt thịt. À, để quỷ những cái con bon của mình. Thôi chừng nào xài lấy. Cái cung. Cung bắn 3 phát. Dưới này có cái nỏ này. 13 lấy nổi luôn. Chỉ là khoảng 40 cái quặng. Mệt chết luôn á.
Con gì? Gintel á. Ủa, mình còn cái trứng ở đâu ta? Bắt trứng này. Làm tiếp đi mày. Nó đi nó thư giãn này. Đi, cái trứng của mình làm được nó món trứng nào. 10 workout. Nấu thử coi. Người thịt xịn. Thịt, thịt nho. Nấu ở dưới trước. Có cái gì bên đó kìa. Là trứng ốp la, nhưng mà trong cái chảo lại là miếng cá. Cái trứng này 23 độ no, cái thịt này 36 độ no, cái này 70 độ no, cái này 50. Con gái được rồi. Giờ mình làm gì nữa ta? Nó đi làm việc mà nó đi chơi. Trời ơi. Thôi hôm nay nghỉ tại đây thôi. Mượn con này chụp tấm hình lại. Tôi đi ngủ đó. Đổi gì xuống dưới mà ăn con quỷ này. Rồi, ok, bye bye anh em. Xếp game ở đâu ta? Không có nút xếp game.
Khoan 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 khoan. Hình như mình chế được cái yên luôn rồi đó. Chế được cái yên để củi cái con mà. Ủa? Cái yên chế đâu ta? Đây phải không? À đây nè. Làm việc tiếp ơi bay. Bay nó hết rồi. Con quỷ này làm gì đây? Chơi lâu quá, game này thiệt nó tốn thời gian, nó tán thời gian. Chế xong mớ này thì cũng ngon rồi đó. Ngày mai thì tôi lên được cái bộ công cụ bằng đồng rồi. Xong rồi đi qua bên cái tòa tháp đó, coi thử nó có cái gì. Rồi nó bỏ đi, nó ăn rồi, nó bỏ mình cái này, nó không làm giúp rồi. Mình chỉ cái cục vô giúp nè. Để đây phải không? Ủa cái yên đâu vậy? Đó. Đó. Mất tiểu yên luôn vậy. Chị đâu vậy? Ép để cưới nè. Ngon. Đó, anh em thấy chưa? Con đó mắc nó méo gì nó núp vô cây vậy? Rồi. Ê, ê. Nhấn chuột trái là để nó hút. Ngon. Nhấn đè nút F để xuống. Gốc vào đẹp ta. Rồi, ok, bye bye anh em. Mai mốt rảnh chơi tiếp. Game sẽ tự động xếp khi mình ra màn hình chờ, ok. 2 tiếng rưỡi, game đúng nghiện luôn.